No fair. What am I going to want? Dậy đi, cháu ơi. Dậy đi con đi học nào. Không tí muộn học đấy. Đấy, thổi dép vào, không mặc áo ấm vào. Không chuẩn bị đi ăn cơm ăn. Vào con gái con nữa giờ này nó còn ngủ mặt trời lên đỉnh đầu rồi không biết công việc gì mà làm à suốt ngày ăn chơi như lỏng thế này à nào mấy đứa này chưa rửa mặt rửa mũi xong à? Xong rồi ạ. Xong rồi này còn đi làm chứ? Nào mấy đứa chúng mày quét dọn nhà cửa nhé. Xong đi nhà cửa phải làm rồi cắt lên. Chân gà chân vịt. Bà đưa em đi học đây. Mấy đứa việc trời. Thank you.
chị em xuống dưới kia ngồi để chị làm việc nhà, không khí về bàn chủ đấy nhá. Chị ơi, không phải đáng thử đến thế. Tại vì mình là con gái,
no không nào? À mấy đứa này làm gì đấy? Cầm nước gì chưa? Xem đơn xem loại chưa? Giờ này chúng mày còn chưa ngâm nước gì à? Làm cái gì phải nhanh nhẹn một tí chứ. Ngon quá nhỉ. Ngon đó. Ngon quá, cho cha bà đâu. Ăn ổi không? Ngon lắm. Ngon nha. Ngon không? Có. Nó không có phần của mày. Phần đấy cho em ăn á. Ăn xong mới ăn. Có no không? No lắm ạ. Quét cửa quét nhà nó sạch sẽ nha, rửa bát rửa đũa cho nó sạch đi nha. Vâng. Không phải chơi bời nha. Mm.
mày đúa không đủ, bát không đủ. Sớt cơm ăn kiểu này. Mà ăn đi, ăn cho nó khỏe nha. Nó khỏe mà. À, chúng mày chỉ có ăn rau xanh thôi nhá. Còn thịt này để cho em nó ăn. Đây con ăn thế này. Con ăn thế này. Này, nó ăn nhá. Này, gắp rau xanh ăn. Thèm ăn thịt à, mai đi làm ăn. Bác quốc ra đâu mà đi làm. Đi kiếm tiền về thôi, mua thịt mà ăn. Lú thịt trời. Rửa đi. Úi giời, khổ tao đây. Con này, làm gì đấy? Lại vơ bát vơ đứa rồi. Làm cái gì không nên cái gì? Con này, mày làm cái gì không nên làm cái gì? Rửa bát rửa đứa mà không làm vơ đấy. Chị ơi, bây giờ mình ở đâu? Em đừng lo, em ngủ đi, có chị đây rồi.